Bạn có tin không, Deku chính thức trở thành anh hùng mạnh nhất trong lịch sử học viện siêu anh hùng. Bởi thanh niên này đã mở khóa được 6 loại siêu năng lực khác nhau và khai phá 120% sức mạnh One for All, điều mà không người dùng câu xe nào có thể đạt được. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì One for All nắm giữ. Tính từ quá khứ đến thời điểm hiện tại, đã có đến tận 10 người sở hữu loại sức mạnh, trong đó 9 người dùng full time và 1 người thì dùng part time. Vậy nên video này sẽ dành cho 10 người từng dùng One for All và tại sao có tổng cộng 10 người mà Deku lại chỉ dùng được có 6. Hôm nay, mời anh em cùng Bi Huỳnh tìm hiểu về tất tần tật 10 người sử dụng One for All trong My Hero Academia nhé. Đâu với đâu là chương trình quảng cáo, nếu anh em mới nhận được tiền lì xì quá nhiều mà không biết mua đồ gì thì nhanh chân ghé ngay shop Weibo Empire của Bi Huỳnh với rất là nhiều mẫu mã đa dạng do chính bên mình thiết kế, từ áo thun đến áo sweater, chất liệu dày dặn, hình in sắc nét, mặc đi chơi thì đúng là hết bài luôn nhá. Hiện đang câu đãi free ship và chính sách đổi trả trong 3 ngày. Link mua hàng ta để ngay dưới phần mô tả bên dưới video. Mở hàng danh sách này, người được biết tới là ông tổ của ngành One for All. Người đầu tiên nắm giữ năng lực một cho tất cả chính là em trai của All for One, Yoichi Shigaraki. Được sinh ra từ nhiều thế hệ trước, nơi mà thế giới vẫn còn bỡ ngỡ với mấy cái siêu năng lực, xã hội vẫn còn hỗn loạn. Tưởng chừng năng lực của anh chỉ là một thứ phế thải chẳng làm được gì. Thế nhưng, chính nơi khởi nguồn năng lực gốc của Yoichi đã giúp cho Deku có cơ sở chống lại All for One sau này. Cụ thể, ban đầu anh chàng này được cho là không hề có một loại cơ thể ở trong người và chỉ bất lực nhìn ông anh trai tạo ra một xã hội hỗn loạn. Sau đó chính All for One đã cấy một siêu năng lực vào người Yoichi. Loại cơ thể này không có khả năng nào khác ngoài việc tích trữ năng lượng. Tuy nhiên, điều hắn không ngờ là Yoichi thật sự có một cơ thể riêng biệt, đó là khả năng truyền siêu năng lực cho người khác. Hai thứ cơ thể này hợp nhất lại với nhau tạo thành One for All. Thế nhưng, do thể chất ốm yếu nên Yoichi không thể sử dụng được khả năng này. Vậy nên, anh quyết định truyền lại cho một người khác, người mà anh sẽ tin tưởng chống lại được anh trai của mình. Và người được Yoichi truyền lại One for All là anh chàng này. Vâng, tôi cũng chả biết tên nhân vật này là gì. Chỉ biết lão này có một vết sẹo to tổ bố trên mặt và được Giang Cơ Mận gọi là Cụ Nhị, nên tôi sẽ đú theo gọi là Cụ Nhị. Theo sự tích kể lại thì ông này là thủ lĩnh của một đội kháng chiến chống lại All for One khi xưa, nhằm xây dựng trật tự thế giới mới. Ban đầu, Cụ Nhị có kế hoạch sẽ tử hình Yoichi vì biết mối quan hệ giữa Cụ Nhất và All for One là anh em. Sau đó, lại biết ông em Yoichi cũng muốn chống lại anh trai đòi lại công lý, nên Cụ Nhị quay xe không tử hình Yoichi nữa mà thay vào đó là giải cứu. Nói chung thì nhân cách lão nhị này cực kỳ khó tính, ông thậm chí còn không chấp nhận Izuku làm người thừa kế cầu xe của mình. Cũng may, Cụ Nhất xuất hiện thuyết phục nên Cụ Nhị mới chấp nhận, chứ không thì chắc chỉ còn cái nịt. Điều này một phần bắt nguồn từ sự nguy hiểm của loại siêu năng lực ông có chính là Gear Shift. Nó cho phép người xấu điều khiển tốc độ đường đạn của những vật thể mà họ chạm vào. Thậm chí năng lực này còn nguy hiểm đến nỗi có thể bắn ra tốc độ còn nhanh hơn cả một cây súng. Chính khả năng này đã khiến cho All for One gọi Cụ Nhị là tay bắn đậu. Tuy nhiên, theo lời Cụ Nhị, sau nhiều năm chuyển giao One for All, Gear Shift đã phát triển thành một loại sức mạnh khác chứ không đơn giản là thao túng vận tốc nữa, nên ông đã yêu cầu Izuku chỉ sử dụng nó như một phương sách cuối cùng. Phần còn lại là do bản tính Izuku quá hiền. Theo cụ nhận định thì thằng nhóc vẫn chưa sẵn sàng giết người để thực hiện một mục đích cao cả hơn. Đối với cụ thì tiêu diệt được All for One thì phải bất chấp mọi thứ, dù đó có phải là giết chết kẻ thù đi chăng nữa. Còn Izuku thì quá nhân từ và hơi trẻ con, nên cụ nhị không tin tưởng mà cho năng lực nguy hiểm Gear Shift cho. Dẫu sao thì Yoichi cũng đã thuyết phục và lão nhị cũng đã đồng ý, nên chúng ta sẽ được thấy sự biến đổi của nó thể hiện ở giây phút cuối cùng trước khi kết thúc mọi thứ theo đúng như lời cụ nhị nói. Tiếp theo vẫn là một người thừa kế One for All chưa được biết tên khác nên cũng gọi là Cụ Tam. Ông này cũng hoạt động chung lực lượng kháng chiến chống lại All for One do Cụ Nhị chỉ huy và cũng là người đã thực hiện phi vụ ám sát Yoichi trước khi quay xe giải cứu. Cũng đồng quan điểm với Cụ Nhị ở trên, Cụ Tam không công nhận Izuku làm người thừa kế cầu xe của mình cho đến khi bị Yoichi thuyết phục. Hiện tại vẫn còn quá ít thông tin về ông này, người ta chỉ biết rằng ông sở hữu một loại cơ thể tên là Pha Chin, cho phép giải phóng năng lượng tích trữ dưới dạng một vụ nổ gia tăng tốc độ và sức mạnh. Khả năng thông thạo cụ Tam với One for All vẫn chưa được biết tới. Đến với One for All đệ tứ, ông này thì có rõ tên tuổi, mặt mũi sức mạnh ra sao luôn. Cụ thể lão tứ tên là Hikage Shinomori. Không giống như ba lão máu chiến phía trên luôn tìm cách chống lại All for One, Hikage lại chọn phương án hòa nhã không đối đầu với chùm cuối vì ông biết khoảng cách sức mạnh nó là quá lớn. Vì vậy, lão tứ dành thời gian sống ẩn dật, rèn luyện bản thân củng cố One for All cho người kế nhiệm tiếp theo. Thậm chí, ông luyện tập mệt mài đến mức khiến cho trên mặt gần con mắt trái của ông xuất hiện một vết nứt,
Cái vết nứt này nó được cho là do sử dụng One For All quá lâu để lại. Tiếc rằng Hikage ra đi quá sớm ở tuổi 40. Trong ghi chú của Onmai về những người dùng One For All trước đây từng viết lại rằng nguyên nhân cái chết của Hikage là do ảnh hưởng bởi tác dụng phụ từ Kose. Cụ thể là bất kỳ ai sử dụng One For All trong khi bản thân đã có sẵn một loại Kose rồi thì sẽ bị rút ngắn tuổi thọ do cơ thể phải gồng gánh nhiều năng lực cùng một lúc mà trong nhiều năm nữa cơ. Đây cũng chính là lý do vì sao những người tiền nhiệm One For All chết sớm. Chỉ có những người thật sự không sở hữu một chút loại năng lực nào trong người mới đủ khả năng để điều khiển One For All. Về cái phần sức mạnh, đệ tứ sở một loại Kose tên là Dangoshin, thứ khả năng giúp ông cảm nhận được nguy hiểm xung quanh. Nó giống như cảm giác của người nhện vậy đó. Mỗi khi thấy nguy hiểm là các sợi lông trên người dựng lên. Còn đối với Izuku thì sẽ có cảm giác như bị dao đâm. Một sự thật khác có thể anh em đã biết, Hikage được xem là người sử dụng One For All lâu nhất trong tất cả những người tiền nhiệm. Chính xác là ông nắm giữ sức mạnh này tận 18 năm trước khi chuyển giao cho người tiếp theo và đắp chiếu. Tiếp theo là Hokage đệ ngũ, One For All đệ ngũ, Daigoro Bancho. Đến thời kỳ ông này thì có vẻ xã hội đã bình yên, không còn hỗn loạn như thời sơ kai siêu năng lực nữa. Lúc này đệ ngũ đã tham gia là một anh hùng chuyên nghiệp với cái tên là Lariat. Mặc dù bên ngoài ông này như một tên côn đồ tăng động, thế nhưng Daigoro lại sở một ý chí rất là mạnh mẽ. Bằng chứng là All For One không ít lần tìm cách đánh cắp One For All, kết quả hắn nhận lại chỉ toàn là thất bại ê chề. Đệ ngũ cũng có khá ít thông tin để nói, nhưng những gì chúng ta biết được là loại Kose biến Izuku thành người nhện. Cụ thể, Daigoro sở một loại siêu năng lực tên là Black Whip. Nó ban cho ông khả năng bắn ra các sợi dây năng lực màu đen từ cái cánh tay. Sợi dây này có thể giúp người dùng đu càng, tấn công vật lý, vác đồ, vân vân và máy bay. Chính khả năng ấy đã khiến nhiều người xem Izuku thể hiện chẳng khác nào Spider-Man. Kết hợp thêm quả Dangoshin phía trên thì đúng chuẩn là Peter Parker. Tuy nhiên thì đến cuối cùng, Daigoro có bị chính tay All For One giết chết. Cũng may trước khi hy sinh, ông đã kịp truyền lại One For All cho người tiếp theo. Đến với One For All đệ lục, chúng ta có N. Cũng là một người bí ẩn còn hơn cả Daigoro phía trên. Bí ẩn như vẻ ngoài của ông vậy đó. Từng là một anh hùng chuyên nghiệp, cũng đi cứu người, cũng đi bem kẻ xấu như bao người khác. Vào một thời điểm nào đó không xác định, Daigoro đã cho phép N thừa kế One For All bằng cách hút máu đệ ngũ, từ đó khai sinh ra đệ lục. Khi đó All For One cũng không từ bỏ mục đích của mình là đánh cắp One For All từ N. 5 lần 7 lượt hắn đều thực hiện kế hoạch nhưng bất thành. Có lẽ sự bí ẩn của anh cùng Kose Smoke Green đã tạo ra một đám khói che khuất tầm nhìn kẻ thù, giúp anh không bị All For One đánh cắp năng lực. Và trước khi End bắn mối thì anh cũng đã truyền lại One For All cho Nana Shimura, nhờ đó bà trở thành One For All đệ thất. Được mọi người biết tới là một anh hùng vĩ đại và cao thượng. Vào thời kỳ đó, bà đã cùng Gran Torino trở thành những anh hùng bảo vệ công lý. Thậm chí là bà cũng đã có một gia đình viên mãn khi có cả con gái lẫn cháu chắt. Nói vậy thôi nhưng giỏi việc nước không đồng nghĩa với đảm việc nhà. Chính vì ý thức về công lý mạnh mẽ khiến bà không thường xuyên ở cạnh con trai của mình, do đó đã tạo cho đứa con trai một tuổi thơ không mấy tốt đẹp về cái nghề gọi là anh hùng, dẫn đến việc đứa con trai đó sau này sinh ra đứa con cũng nghiêm cấm nó làm anh hùng luôn. Và đứa con của đứa con, hay nói ngắn gọn là cháu của Nana Shimura, vì thế mà trở thành một kẻ phản diện bậc nhất trong My Hero Academia, kẻ thừa kế All For One, đó chính là Tomura Shigaraki. Và cũng chính tay nó đã tự làm cả gia đình mình bay màu bằng Kose của mình. Ban đầu Kose của Nana sở có tên là Float, nó đem lại khả năng lơ lửng giữa không trung. Hiện tại vẫn chưa biết liệu cái sức mạnh này có thể giúp người dùng điều hướng bay hay không. Tuy nhiên việc kết hợp với One For All đã biến Nana Shimura nằm đó không khác gì một Superman, vừa có siêu năng lực đấm phát chết luôn, vừa có khả năng bay lượn. Chỉ còn thiếu mỗi cái bắn mắt ra laser nữa là chuẩn bài anh hùng mặc quần xi đỏ. Trước khi Nana Shimura bị giết bởi All For One, bà cũng đã kịp truyền lại One For All cho Toshinori Yagi, hay còn được biết đến với cái tên là anh hùng All Might, biến ông trở thành One For All đệ bát. Trong khi tất cả những người tiền nhiệm ở trên không bị All For One giết thì cũng bị chết vì sự rút ngắn tuổi già từ năng lực, thì All Might lại có thể nắm giữ One For All trong một khoảng thời gian rất lâu, tổng cộng là tận 40 năm. Lý do cho việc này thì cũng đơn giản thôi, vì ông là một kẻ vô năng, không sở bất kỳ loại Kose nào cảm chính, vì thế mà ông không phải chịu gánh nặng từ quá nhiều siêu năng lực khác nhau trong người. Và chỉ với One For All, ông đã dùng nó cứu rất nhiều người và trở thành một anh hùng vĩ đại nhất thế giới, anh hùng mạnh nhất mọi thời đại mà người đời thường gọi ông là biểu tượng của hòa bình.
Và chính ông ấy cũng là người đã phát huy tiềm năng thật sự của One for All thông qua các hành động như truy bắt bọn tội phạm trong 3 ngày liên tiếp mà không cần nghỉ ngơi, giải quyết mọi vấn đề chỉ trong vài giây. Thậm chí On Mai cũng là người nắm giữ One for All đầu tiên chiến thắng All for One, mặc dù sau trận thì ông cũng đã yếu đi rất là nhiều. Sau trận đánh với All for One lần thứ 2, On Mai đã quyết định từ giã sự nghiệp làm anh hùng, tập trung phát triển sức mạnh cho Izuku, người thừa kế One for All thứ 9, được ông chuyển lại siêu năng lực cho. Ở vị trí kế cuối, tất nhiên rồi, chúng ta có One for All đệ cửu, Izuku Midoriya. Nhờ thể hiện được sự can đảm cùng ý chí công lý, lại thêm việc thằng nhóc không hề sở một loại câu xe nào trong người. Trong một khoảnh khắc giải cứu, On Mai đã truyền lại siêu năng lực One for All cho thằng bé, biến ước mơ trở thành siêu anh hùng vĩ đại của cậu thành hiện thực với cái tên là anh hùng Deku. Cậu được xem là người thứ hai vô năng trong toàn bộ truyền nhân của One for All. Thậm chí khi truyền câu xe, cậu vẫn chưa thể kiểm soát được sức mạnh của nó. Mỗi khi dùng là y như rằng bộ phận trên cơ thể sẽ bị phế đi do khả năng thể chất của cậu chưa đáp ứng được với sức mạnh từ One for All là quá lớn. Trải qua một cái quá trình huấn luyện khổ luyện, Deku dần dần làm chủ được khả năng này, đồng thời hạn chế được việc bị liệt tay chân mỗi khi sử dụng. Cậu bắt đầu làm quen với 5% One for All, đến 10%, 20%, 30% và sau này là cả 100%. Thậm chí cậu còn vượt qua được giới hạn sử dụng đến 120% của One for All. Không chỉ dừng lại như vậy, cậu còn đánh thức và sử dụng các câu xe khác của những người tiền nhiệm để lại. Hiện tại, Deku đã dùng được toàn bộ năng lực của họ, chỉ trừ On Mai vì là người vô năng. Còn One for All thì hiển nhiên nó là của Yoichi. Hiện tại, cậu đã dần hội tụ đầy đủ cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa để từng bước hạ gục All for One một lần và mãi mãi. Kết thúc thứ năng lực cũng như kẻ phản diện nguy hiểm nhất lịch sử. Vâng, trên đây là toàn bộ 9 người dùng One for All full time. Ngoài ra, vẫn còn một thanh niên được hít ké làm người xấu One for All kiểu bắt time. Và người đó không ai khác chính là Katsuki Bakugo. Vì không nằm trong danh sách những người One for All full time nên tớ cũng không thể gọi thanh niên này là One for All đệ thập được, chỉ gọi là part time cho các bạn dễ hình dung. Tại trận chiến với Nain, do không thể đơn phương độc mã đánh hắn, Deku đã quyết định truyền cho Bakugo một ít tiết canh giúp thanh niên bùng nổ sở sức mạnh to lớn từ One for All. Mặc dù thời gian chuyển giao này rất là ngắn, nhưng cậu đã thể hiện khả năng chiến đấu tuyệt vời của mình khi sử dụng One for All với 100% sức mạnh mà không cần bất kỳ một cái hướng dẫn hay luyện tập nào cả. Cụ thể, thay vì tích tụ nắm đấm như All Might hay Deku, Bakugo yểm One for All và Kose bản thân, biến một vụ nổ thông thường thành miệng núi lửa khổng lồ cùng nhiệt độ nóng đến mức có thể tan chảy cả những viên đá. Cả Deku lẫn Bakugo đã song kiếm hợp bích dùng One for All chiến đấu chống lại Nain. Vào cuối trận chiến đó, thì One for All trên người Bakugo đã biến mất, còn nó thì nó vẫn nằm trong cơ thể nhân vật chính. Theo lời On Mai thì nguyên nhân cho việc này là vì trong quá trình dịch chuyển năng lực, Bakugo đã bất tỉnh, cho nên việc truyền năng lực đã bị gián đoạn. Do đó, One for All sẽ ở lại với Deku, chứ không dần dần biến mất như những người tiền nhiệm trước đó. Ngoài ra thì vẫn có lời giải thích khác là nhờ ý chí của Deku về việc sẵn sàng hy sinh bảo vệ người khác, cho nên One for All mới được giữ lại bên trong cơ thể của Deku thay vì chuyển cho Bakugo. Việc truyền máu cho Bakugo thực chất chỉ cho phép cậu dùng được một phần năng lượng dự trữ từ Deku, chứ không thể xấu toàn bộ cái One for All được. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng tìm hiểu tất tần tật về 10 người từng sử dụng One for All cho My Hero Academia. Các bạn thì sao? Các bạn ấn tượng với nhân vật nào nhất trong 10 người này khi sử dụng One for All? Hãy comment phía bên dưới nhé. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. See ya!